Ôi dồi ôi, đóng luôn. Rồi, chào mừng cho anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Đang làm có anh em này. Này, làm chơi ổ to này, đánh cả trộn, nói chung là thật. Hạt viên là viết trộn cả đây. Đây hạt viên này thì em nay không dã. Đấy ở cái mồi nói nó ủ chua nó giả quá, thế là em bóp luôn vào đây nó dính thôi, nó không nổi đâu. Thế bình thường là hạt này để không nó sẽ nổi, nhưng mà ủ chua mình nó dính vào thì đảm bảo tin thả nó quện luôn. Đó rồi ta sáng nào khàn cổ thế nhỉ. Đấy thì bây giờ sáng nay em đang làm một đống ngủ này để tí thả tương hiệu luôn. Mẹ làm phần chỗ này vẫn hết làm bó mồi các bác nhá. Rồi. Giờ em đang pha này. Mồi hạt vườn của em này. Mồi đánh chấm đen nhận đó các bạn. Hôm nay đi em có em hào nào không? Pha mồi cho anh em xem nhá. Em cứ chơi cái kiểu của em vừa thảo vừa bó mồi đánh nó hay, kiểu như bó mồi nó giấu lưỡi các bạn. Nhưng thảo kết hợp đánh nhạy lắm. Nguồn tài nguyên quý giá nhiều các bác mở cứ cái này đấy. Đấy cũng nguồn tài nguyên quý giá luôn. Nhiều anh em mơ ước là có cái này đi câu là tự tin lắm, không bao giờ sợ móm. Còn móm thì chỗ bác mua cá thôi chứ không phải cá hoan nhá. Mẹ nay mới câu còn móm thì chịu. Còn mỗi ít thôi, chua đẹp thật đấy. Là đợt này em làm mùa nó dẻo thật các bạn, nấu dẻo, nấu chuẩn bài luôn. Các bạn nhìn nha, quện vào nhau luôn. Cái này em ủ trong cái hộp này nó ủ tốt thật các bạn, nó không bị hở. Khi mà em lấy mồi ra rồi mà em chẳng cần cho cái kiểu như không phải đậy túi bóng ở bên dưới mà màu vẫn vàng tươi luôn, kể cả để bao lâu cũng vậy, màu vẫn là vàng, không khí không nò ở trong. Hết mẻ này làm mẻ nữa, chuẩn bị lại mua ngô về nấu mẻ nữa. Làm thùng này mà chung là cậu nhanh hết ra, thả ổ nó tốn, chung là thả ổ tốn mồi. Bó mồi không cần bó nhiều, này nó đa phần làm chơi ổ nên là không cần phải bó nhiều lắm. Cứ ổ mà lấy. Cái này mà nó nhão trò thì cám gà nó khô đó. Đánh nhân nay mà gặp hàng về thôi rồi luôn. Móng là gặp em hàng. Rồi nó đã rồi. Ok, em đợi cái hạt này nó tan ra bác nhé. Đây, nhào trộn nó cái hạt này tí nó hút hết cái độ ẩm của mồi, nó sẽ tự nó tan này. Mềm mà không phải dã, mềm không phải dã. Đó, cái bên này cũng vậy. Này em đánh thẩu là chính nha. Cứ để này thôi. Bây giờ vào sắm đồ này. Dẫn các bác xuống chỗ câu nhá. Đây, là một quả mồi to bự thảo đây các bác này. Cụ tổ đây. Em mong nên hai em hàng cụ tổ đánh cho các bác xem cho nó phê con mắt này. Đó, bác nhìn thấy quả mồi vĩ đại chưa? Quá là vĩ đại luôn đấy, thả nhau nhá.
Ôi dồi ôi, đóng luôn. Ôi. Ôi. Cả phát đóng luôn mà xịt anh em ạ. Ôi, chẹo vào lưỡi này. Khiếp thật đấy. Cá thêm là cá nhỉ. Cầu vậy mới sướng. Thả cái nhào đóng luôn. Nó xịt. Chú mày nó chết mày rồi. Bọn này khả năng xác định với mình là kinh thả phát đóng luôn. Đóng rồi. À, hảo ơi. Đóng rồi nha em ơi. Ui. Ui, cá to quá. Mắc cái cây rồi nha em ạ. Ngoài cái mắc cây kia rồi. Nghe bắt đầu đi. Sao cái cây gì kia nhỉ? Ấy chết rồi không.
bơi xuống lấy nữa thì coi nhìn này vẩy con này bự chứ không phải vừa đâu, kéo đi rẹt máy mà siết chặt thêm nó kéo ra rẹt này, mũi vẩy cày thật đấy, hủi rẹt thêm nhé, trời nắng mà xuống rẹt đèn thật số tàu này em cứ qua mấy cá to là nó mất nhất. Một là đổ, hai là đóng cây tài đèn thêm nhé, mãi được con hàng khủng một thì sáng nhỉ, cày cày không tả nổi. Quà thì gãy cần hôm trước thì đứt dây đời rồi như chó ấy. Đời như chó mực, đóng quả đẹp luôn, một phát vít luôn thế mà.